du khách thập phương đến khu di tích và danh thắng Yên Tử tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tham gia lễ khai hội Xuân Yên Tử 2023. Lễ hội sẽ kéo dài 3 tháng đầu năm. Đây là hành trình về nguồn ý nghĩa tưởng nhớ tri ân công đức của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và tìm hiểu các giá trị văn hóa lịch sử gắn liền với non thiêng Yên Tử, nơi người tu hành và sáng lập thiền phái Trúc Lâm. Cũng như nhiều du khách, gia đình ông Quỳnh từ Hà Đông, Hà Nội tới tham dự hội Xuân Yên Tử trong niềm hân hoan vì năm nay lễ hội được khôi phục hoàn toàn sau hơn 2 năm bị hạn chế vì dịch Covid-19. Hôm nay được đi lễ hội đúng vào ngày khai hội, tôi là một cán bộ đã về hưu. Tâm trạng cũng như mọi người rất là phấn khởi vì dịch bệnh đã qua. Và mục đích của chuyến đi là cầu an, cầu sức khỏe rồi hạnh phúc cho cả gia đình. Sau nghi lễ gióng trống, thỉnh chuông khai hội, đông đảo nhân dân, tăng ni Phật tử và du khách từ khắp mọi miền đất nước đã cùng dâng hương tham dự lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử. Một số người mà ban ngày thì vẫn làm việc, nhưng mọi người có thể hành hương về ban đêm. Khi việc du lịch hành hương ban đêm này ấy, chủ yếu phục vụ du khách vào những đêm cuối tuần thứ 5, thứ 6 và thứ 7 cuối tuần. Ban tổ chức Hội Xuân Yên Tử 2023 đã chuẩn bị sẵn sàng phương án đón khách, chú trọng các vấn đề an ninh, môi trường, văn minh lễ hội. Đối với lễ hội năm nay thì tỉnh Quảng Ninh cũng chuẩn bị rất là chu đáo. Bên cạnh việc chỉnh trang rồi làm mới và có thêm nhiều các cái sản phẩm đặc sắc hấp dẫn để đảm bảo cho du khách được trải nghiệm. Phần hội năm nay cũng có nhiều hoạt động đặc sắc như đêm hội hoa đăng, biểu diễn nghệ thuật, múa lân, múa rồng, võ thuật cổ truyền, các trò chơi dân gian. Trong năm 2023, thành phố Uông Bí đặt mục tiêu đón khoảng 2,4 triệu lượt với trên 1 triệu lượt khách về Yên Tử. Thưa quý vị, người Việt ta xưa thì vẫn thường có câu là trẻ cậy cha, già cậy con. Ý nói là cha mẹ lúc già yếu thì trông vào con để có chỗ dựa lúc tuổi già. Thế nhưng trên thực tế thì vẫn có rất nhiều cụ ông cụ bà neo đơn, không nhận được sự chăm sóc của con cháu hay là người thân. Quý vị và chia sẻ với những hoàn cảnh như vậy, từ 30 năm nay, các ni sư ở chùa Lâm Quang, thành phố Hồ Chí Minh đã đón hàng trăm cụ bà từ 60 đến hơn 100 tuổi về chăm sóc và phụng dưỡng. Phát tâm nuôi các cụ thì sư phụ nuôi từ năm 95 đó kìa. Chăm sóc các cụ già neo đơn, không nhà không con. Các cụ vào đây thì mọi thứ là được chùa lo hết. Từ đau yếu đến khi các cụ mất luôn. Các cụ được chăm lo rất đầm ấm, rất là đầy đủ. Đây là nghe lúc nào cũng xuống Mexico, thương mấy quyền đảo, mấy sư phụ đó. Thương lắm. Đối với đây là yên lặng rồi, con không đi lâu lắm, ở đây luôn, thôi chết luôn. Nhỏ, ăn để sống tới nhau. Các cô ở sống xa cha mẹ, nên mọi cái tình thương các cô sẽ dành cho các cụ. Người già thực sự ăn cũng đối với họ không quan trọng đâu. Cần nhất là cái sự quan tâm yêu thương của chúng ta. Tại vì họ đã thiếu cái tình thương đó lâu lắm rồi. Với các giải pháp đồng bộ về kỹ thuật, công nghệ, đến đầu năm 2026, Việt Nam sẽ dừng sản xuất và nhập khẩu túi ni lông có kích thước nhỏ hơn 50-50 và đến cuối năm 2030 không sử dụng túi ni lông sử dụng một lần. Tuy nhiên, một trong những vấn đề quan trọng nhất để thực hiện lộ trình này là ý thức của người dân trong việc giảm rác thải nhựa. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới nhất. Theo đó, thì cuộc chiến chống lạm phát, xung đột tại Ukraine, tình hình Covid-19 ở Trung Quốc và các yếu tố ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế thế giới năm 2022 và sang đến năm nay, hai yếu tố lạm phát và xung đột sẽ tiếp tục tác động đến đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong bản báo cáo mới nhất, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của 5 nước ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan trong năm 2023 sẽ giảm so với năm 2022 và ở mức 4,3%, sau đó sẽ tăng lên 4,7% năm 2024. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng được dự báo giảm từ mức 3,4% năm 2022 xuống 2,9% năm 2023, nhưng mức này đã tăng 0,2% so với dự báo của IMF đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái, với cảnh báo thế giới có nguy cơ dễ rơi vào suy thoái. Nhà kinh tế trưởng của IMF Pierre Olivier cho rằng rủi ro suy thoái đã giảm bớt và các ngân hàng trung ương đang đạt được tiến bộ trong việc kiểm soát lạm phát.
Tuy nhiên, các thể chế này vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa để kiềm chế giá cả, giảm thiểu tác động của nguy cơ gián đoạn mới có thể xảy ra do xung đột tại Ukraine và ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc. IMF dự báo mức tăng trưởng GDP của Mỹ có thể đạt 1,4%, tăng từ mức dự báo 1% được đưa ra hồi tháng 10 năm 2022. Khu vực Eurozone là 0,7% so với mức dự báo 0,5% hồi tháng 10 năm ngoái. GDP của Trung Quốc sẽ tăng từ mức dự báo 4,4% hồi tháng 10 năm ngoái lên 5,2%. Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ năm 2023 là 6,1%. Hai nền kinh tế lớn của châu Á này sẽ đóng góp hơn 50% tăng trưởng toàn cầu trong năm 2023. Lạm phát tại Mỹ tiếp tục hạ nhiệt. Đây được cho là cơ sở để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đưa ra mức tăng lãi suất thấp trong cuộc họp hôm nay và ngày mai. Giới phân tích dự báo là Fed có thể sẽ công bố mức tăng lãi suất là 0,25%, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3 năm ngoái. Mức tăng trên cho thấy là Fed vẫn tiếp tục tăng lãi suất nhưng với tốc độ tăng chậm hơn so với các đợt tăng lãi suất của năm 2022, trong bối cảnh mà cơ quan này đang thận trọng quan sát tình hình lạm phát. Theo số liệu được công bố trước đó, lạm phát tại Mỹ đã chậm lại đáng kể, thị trường việc làm vẫn đang ở mức tốt và đã làm dấy lên tâm lý lạc quan rằng Fed đang tạo ra cú hạ cánh mềm cho nền kinh tế Mỹ, tức là vừa kiềm chế được lạm phát mà không gây mất việc làm hay suy giảm kinh tế nghiêm trọng. Trong khi đó, thì Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB dự kiến là sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 2 tháng 2, bất chấp những dấu hiệu cho thấy là khu vực đồng tiền Eurozone có thể đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của một cú sốc kinh tế. Một loạt dữ liệu gần đây cho thấy là nền kinh tế châu Âu đã bắt đầu tăng trưởng trở lại và có thể sẽ tránh được một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã nhiều lần nhấn mạnh rằng là lãi suất sẽ tiếp tục tăng với tốc độ ổn định và ngân hàng dự kiến đưa ra quyết định về việc tăng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 2 tháng 2 tới đây. Mức tăng này bằng với mức tăng tại cuộc họp cuối tháng 12 năm ngoái, thế nhưng mà thấp hơn mức tăng mạnh 75 điểm cơ bản tại hai cuộc họp trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong chuyến thăm Hàn Quốc đã tái khẳng định cam kết an ninh, kiên định và không lay chuyển của Mỹ đối với đồng minh Đông Bắc Á này. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc, Bộ trưởng Austin cho biết là sẽ có nhiều hoạt động triển khai thường xuyên hơn các máy bay tàng hình và tàu sân bay của Mỹ tới Hàn Quốc. Ông khẳng định cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc vẫn không thay đổi và Washington giữ vững cam kết răn đe mở rộng của mình. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng đề cập đến kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận hàng đầu của các đồng minh để tăng cường khả năng răn đe. Bộ trưởng Austin đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác an ninh ba bên là Mỹ, Hàn, Nhật. An ninh xung quanh thành phố Peshawar ở Tây Bắc Pakistan đã được thắt chặt hơn. Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom nhằm vào một đền thờ Hồi giáo ở đây đã tăng lên con số 87 người. Thêm nhiều thi thể đã được đưa đến bệnh viện trong đêm qua. Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được triển khai. Tuy nhiên, theo nhà chức trách địa phương, không hy vọng có thêm tìm thấy người còn sống. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất là 20 cảnh sát. Vụ đánh bom liều chết này xảy ra tại đền thờ Hồi giáo nằm trong khu tổ hợp có trụ sở cơ quan cảnh sát tỉnh và một phòng cảnh sát chống khủng bố của thành phố Peshawar, nơi được cho là một trong những khu vực được kiểm soát chặt chẽ nhất của thành phố. Hiện nay chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom nói trên. Tất cả các quốc gia trên thế giới vẫn chưa có sự chuẩn bị cho các đợt bùng phát đại dịch trong tương lai, cảnh báo vừa được Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đưa ra vào ngày hôm qua. Theo Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các nước vẫn thiếu nghiêm trọng các hệ thống ứng phó mạnh mẽ dù đã trải qua 3 năm chịu tác động tàn khốc của đại dịch COVID-19. Tổ chức này cũng nhấn mạnh là các nước cần phải lập kế hoạch ứng phó với nhiều thảm họa khác nhau vì các thảm họa có thể xảy ra đồng thời trong bối cảnh các thảm họa liên quan đến khí hậu và các đợt bùng phát dịch bệnh gia tăng trong thế kỷ này, trong đó có đại dịch COVID-19. Việc xây dựng lòng tin, sự công bằng và các mạng lưới hành động cấp địa phương đóng vai trò rất quan trọng trong sẵn sàng ứng phó với cuộc khủng hoảng tiếp theo. Thưa quý vị, các tuyến đường vành đai ở Hà Nội không chỉ có chức năng điều phối giao thông đô thị mà còn tạo mạng lưới giao thông kết nối giữa thủ đô và các tỉnh thành phố lân cận. Đặc biệt là vành đai 4